Ái chà, hôm nay ngoài trời gió siêu to, tốt hơn là tôi nên vào nhà trở lại. Có lẽ nên lấy một chiếc áo len. Hoàn hảo. Chà, thật là ấm áp. Đợi một chút, hình như bạn vừa nhặt được tiền cô gái ạ. À. Đúng, tôi nên tiêu nó vào việc gì đây? Tại sao khi bạn tìm thấy một ít tiền trong túi quần áo, bạn cảm thấy như vừa giành được 1 triệu đô la? Ôi, chào đằng ấy! Trời đất! Làm ơn cho tôi biết là anh ấy đã không nhìn thấy đi. Bạn làm hỏng nó thật rồi, Vicky. Cô ấy đâu rồi? Ồ, mũ đỏ, hiểu rồi. À ha, nhớ rồi. Haley, tớ nhớ cậu quá. Chúng ta quen nhau không? Ôi trời, tôi hoàn toàn nghĩ đó là cậu. Ôi, tôi thấy khát quá. Ồ tuyệt, tôi đoán là mình nên đi vứt rác. Thật đấy à? Bây giờ tôi phải làm gì với mớ hỗn độn này đây? Chà, bộ phim đó tuyệt lắm, lẽ ra bạn nên xem, lần tới hãy đi cùng với... Au, mũi tôi! Ôi Vicky, chắc đau lắm nhỉ? Nhưng nếu bạn đang băn khoăn thì đây là cách mở một cánh cửa. Thật là một ngày đẹp trời để ra ngoài ăn trưa. Ôi! Hãy xem lại cảnh quay chậm của khoảnh khắc ngại ngùng đó nào. Cái ngựa đó ở đâu chui ra vậy chứ? May là không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi. Sẵn sàng mỗi buổi sáng cũng tốn nhiều suy nghĩ lắm. Từ việc ăn sáng, đi tập và ủi đồ, bạn có quá nhiều thứ trong đầu cần sắp xếp. Và thỉnh thoảng, bạn lạc trôi giữa dòng suy nghĩ trong khi vẫn làm những việc thông thường để sẵn sàng. Chờ một chút, tôi có rút vít cắm điện của bàn ủi sau khi đã ủi đồ xong chưa nhỉ? Chết rồi, tôi cần phải đi kiểm tra lại mới được. Trời đất, sao tôi có thể quên một chuyện quan trọng như vậy? Thật ra tôi đã nhớ rút điện rồi đấy chứ. Thôi thì, an toàn lúc nào cũng tốt hơn là hối tiếc. Nghĩ vậy đi. Được rồi, giờ thì tôi sẵn sàng đi rồi. Ok, tôi đã cho mèo ăn và kiểm tra hòm thư. Cơ mà hình như tôi vẫn đã sót việc gì đó rồi. Chờ chút xíu, tôi đã khóa cửa trước chưa nhỉ? Chết rồi. Với tiến độ này chắc tôi sẽ mãi không đi làm được mất. Được rồi, tôi cần có một bữa trưa nhanh trước khi ra ngoài. Đây rồi. Tuyệt vời, thao tác thật đúng quy trình. Ồ, vừa chờ vừa chăm móng tay vậy. Hãy nhớ rằng, món ăn được trông chờ sẽ không bao giờ chín, Emily ạ. Bánh mì nướng mãi mãi ư. Chà, thật là nhàm chán. Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết. Cẩn thận nóng đấy. Chúc ngon miệng. Được rồi, tiếp theo tôi nhập ngày này vào đây. Tôi phải gọi Emily. Tôi đặt điện thoại ở đâu nhỉ? Không có dưới này. Ôi, thế này đã ở trong đó bao lâu rồi nhỉ? Được rồi, tôi chắc chắn không nhớ đã để nó ở đó. Vậy ra quần sổ tay của tôi đã trốn ở đây. Đã bao giờ cảm thấy cứ mỗi khi bạn tìm kiếm điện thoại thì lại tìm thấy mọi thứ khác? Nghiêm túc áo Olivia, những cái túi đó sâu bao nhiêu vậy? Ồ không, tôi đã để điện thoại của tôi ở đâu đó. Nó đâu rồi? Ái chà, ai đó đã chơi khăm tôi, đây là chuyện vớ vẩn. Nghĩ về lần cuối cùng bạn sử dụng nó. Ái chà, nó đã ở đây ngay từ đầu ư? Đôi khi những gì bạn đang tìm kiếm nằm ngay dưới mũi của bạn, hoặc trong trường hợp này là máy tính của bạn. Đã đến lúc chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Trang điểm thật đẹp nào.
Chỉ một giọt nước hoa thôi. Không có ai quanh đây cả. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi có mùi như một đồng cỏ xinh đẹp suốt đêm. Ái chà, Lana, bạn có thể hơi quá tay rồi. Ôi, mùi tuyệt vời. Chúa ơi, mùi gì vậy? Tại sao cô ấy lại thoa nhiều nước hoa như vậy? Ôi trời ơi, tôi khó thở quá. Gì vậy nhỉ? Cả một vườn hoa ói lên người cô ấy hay sao ấy? Chà, ít nhất thì bạn cũng không bị người khác làm ngơ, phải không Lana? Vấn đề với việc mang điện thoại lên giường là bạn kết thúc bằng việc nhắn tin hú hí với bạn bè cho đến giờ gà gáy. Trời ạ, sắp hết pin rồi, nhưng Olivia vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi hẹn hò của cô ấy. Được rồi, để tôi lấy bộ sạc ở đây nào. Ôi, ngăn kéo này sâu như ví của Mary Poppins ấy. Được rồi, tìm được rồi. Được rồi, hãy cắm nó vào đây nào. Tôi chỉ cần với đến ổ cắm tiện lợi của mình và... Tại sao việc cắm điện thoại của chúng ta vào ổ cắm giữa đêm lại rắc rối đến thế? Chà, nó có lẽ vì bạn đang không nhìn vào nó đấy. Nghiêm túc mà nói, điều gì đang xảy ra với thứ này vậy? Được rồi, chấm hết, tôi nghiêm túc đấy. Ái chà, ôi, ngã rồi. Ai? À, băng keo đóng gói, một công cụ có thể sửa chữa rất nhiều thứ khác nhau. Này Emily ơi, cậu gặp khó khăn khi tìm cạnh của cuộn băng à? Ồ, có vẻ như việc cọ móng không ổn rồi. Có ai đó chơi khăm tôi hay gì không? Đây thậm chí có phải băng dính không? Được rồi, tôi đã thử làm điều này cả tối rồi. Tôi phải làm được chứ? Có lẽ tôi cần kính. Không, ánh sáng phòng tắm không hiệu quả rồi. Emily ơi, nước của cậu kìa. Tuy xử lý đám băng dính có mất thời gian, bạn không nên để nó chiếm lấy cuộc sống của bạn. Trời ạ, báo động giả. Tuyệt, tôi tìm thấy rồi. Tại sao điều này xảy ra với tôi chứ? Không có gì có thể làm hỏng một cuộc dạo chơi trong công viên. Ai ui, có đá trong giày của mình à? Sao lại thế vậy? Hay chà, còn tệ hơn một viên đá ấy chứ. Trời, bạn sưu tầm cả một ngọn đồi trong đôi giày đó hả? Được rồi, điều này nực cười quá. Bạn đi giày cỡ nào vậy Vicky? Vâng, thế là giải quyết xong. Lần sau, tôi sẽ đi đường nào có vỉa hè. Những video YouTube này gây nghiện thân đấy. Đây là cái thứ tư liên tiếp của tôi. Cánh tay của mình mỏi quá. Mình sẽ đặt thứ này xuống và xem tiếp. Này, sao thứ này không đứng vững nhỉ? Nghiêm túc đấy. Cuốn sách này sẽ được việc thôi. Trời ạ. Thôi nào. Nếu bạn đã từng cố gắng xem video trên điện thoại khi rảnh tay, bạn sẽ biết cuộc đấu tranh này là có thật. Ái chà, quả là rất nhiều thứ để cho một chiếc điện thoại nhỏ. Tôi chỉ muốn xem video ngu ngốc của mình thôi mà. Được rồi, để xem nào. Những thứ này phải hiệu quả chứ. Trời ơi, bình này nặng thật. Hãy để sữa chua ở đây. Và cái bình đựng nước khổng lồ này vào kia. Được rồi, phải thế chứ. Ôi trời, Sophia làm tôi cười muốn chết mất. Đùa tôi đấy à? Chấm hết, tôi sẽ mua giá đỡ điện thoại trên mạng, ngay và luôn.